Năm 2020, Dancer Quang Đăng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước lẫn cộng đồng quốc tế khi sáng tác và biểu diễn vũ điệu rửa tay phòng ngừa COVID-19 vui nhộn. Vũ điệu này đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như một biện pháp cổ động tuyên truyền những phương pháp phòng ngừa dịch bệnh rất hiệu quả. Với đặc thù của nghề, Quang Đăng không tránh khỏi gặp phải những tình trạng đau nhức xương khớp và cột sống. Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like, share video bạn nhé. Đăng ký kênh, bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. Những dấu hiệu cảnh báo. Ban đầu, nghệ sĩ chỉ cảm thấy một vài cơn đau lưng nhẹ. Tuy nhiên, vì không điều trị ngay cũng như cường độ làm việc dày đặc, các triệu chứng ngày càng rõ ràng hơn. Gần đây, có lúc thậm chí Quang Đăng không bước được xuống giường vào buổi sáng, phải cố thực hiện nhiều động tác, căng giãn cơ mới có thể hoạt động bình thường. Lúc này, khi đã nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe chuyển biến không tốt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống, nam vũ công đã sắp xếp thời gian đi kiểm tra cột sống toàn diện. Vũ công Quang Đăng đang gặp vấn đề gì? Sau những thăm khám, chụp chiếu, nam vũ công được bác sĩ chẩn đoán mắc thoát vị đĩa đệm L5, viêm gân và rách cơ quay khớp vai. May mắn là bệnh hiện chưa bước vào giai đoạn nghiêm trọng, vẫn có thể phục hồi bằng các phương pháp điều trị bảo tồn. Bác sĩ điều trị trực tiếp cho Quang Đăng chia sẻ, khi kiểm tra cho Quang Đăng, chúng tôi thấy rằng các cơ xung quanh khu vực bị chấn thương rất căng và đây là một phần lý do tại sao anh ấy cảm thấy đau nhiều. Cụ thể, đĩa đệm L5 có dấu hiệu lồi nhẹ và các cơ xung quanh căng chặt kéo theo nhiều áp lực lên toàn bộ vùng lưng. Ở vị trí vai và cổ cũng tương tự. Khi can thiệp giảm bớt tình trạng căng cứng cơ, kích thích cơ chế tự phục hồi của cơ thể, các triệu chứng đau nhức sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Quang Đăng được điều trị bằng cách nắn chỉnh cột sống, giải tỏa áp lực, kết hợp massage và vật lý trị liệu. Ngoài ra, bản thân vũ công cũng phải thay đổi một số thói quen, chế độ sinh hoạt và tập luyện để giữ cột sống khỏe mạnh lâu dài. Hiện anh vẫn đang tuân thủ phác đồ điều trị cũng như điều chỉnh chế độ sinh hoạt tập luyện để mau chóng phục hồi hoàn toàn. Khi bị bệnh tôi mới biết quý trọng sức khỏe của mình hơn và nhận thức được tầm quan trọng của cột sống. Đặc biệt với nghề nghiệp của tôi, chấn thương cuộc sống nặng gần như đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đam mê. Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ tới các anh chị em đồng nghiệp. Hãy quan tâm đến sức khỏe và lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Đừng bao giờ phớt lờ những cơn đau dù nhẹ. Phòng ngừa và điều trị sớm luôn là giải pháp tốt nhất. Quang Đăng trải lòng. Bạn vừa theo dõi video của Thời báo Việt. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like, share video bạn nhé. Đăng ký kênh và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. Cảm ơn bạn đã yêu mến và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.